Tại sao chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình? Chào mừng anh chị em đã đến với video chia sẻ của em Liễu. Bất kỳ những ai sinh ra trong cuộc đời này đều có những sứ mệnh, đều có những trách nhiệm riêng, đặc biệt là trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Không ai có thể định đoạt số phận của bạn. Không ai có thể quyết định cuộc sống của bạn thay cho bạn được. Bạn muốn khỏe mạnh thì bạn sẽ được khỏe mạnh. Bạn muốn nghèo thì bạn cũng sẽ được nghèo. Bạn muốn giàu sang thì bạn cũng được giàu sang. Thậm chí bạn muốn cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc đủ đầy an nhàn thì bạn sẽ được như thế. Để được như thế thì chắc chắn là bạn sẽ phải hành động, bạn sẽ có những cái quá trình, những cái tiến trình để có được cuộc sống như mình mong muốn. Khi bạn đã 18 tuổi rồi là bạn đã hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn, hôn nhân của bạn, gia đình của bạn. Cha mẹ dù có thương con đến cỡ nào đi chăng nữa, có phải hy sinh cả cái cuộc sống của mình cho con cái đi chăng nữa, cũng không thể ăn đời ở kiếp, cũng không thể đồng hành và cũng không thể là cái nơi để cho các bạn dựa dẫm cả cuộc đời được. Chính vì vậy, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Chịu trách nhiệm từ trong suy nghĩ, từ trong lời nói và từng trong từng hành động. Nếu bạn luôn luôn tỏ ra mình là một người yếu đuối và cần phải dựa dẫm vào người khác, bạn mới có thể sống được. Thì tôi xin chia buồn với bạn, bởi vì cuộc sống của bạn thật tẻ nhạt. Vì sao? Vì bạn không có trách nhiệm với chính bản thân mình. Ai sinh ra trong cuộc đời này cũng có những cái sức mạnh riêng, cũng có niềm đam mê, cũng có những cái ước mơ, những cái khát vọng. Hãy sống làm sao để mình đạt được những cái đam mê đó, những cái khát vọng đó, cho dù rằng trên cái hành trình rằng bạn làm việc và bạn thực hiện những cái ước mơ, những cái mong muốn của bạn, nó sẽ có rất là nhiều những khó khăn, sẽ có rất là nhiều những cái thử thách. Có thể bạn sẽ chưa thành công, nhưng bạn hãy chúc mừng bản thân mình đã cho mình cơ hội dám nghĩ, dám làm, dám hành động, dám thực hiện những cái ước mơ đó. Bởi vì khi bạn dám có nghĩa là bạn đã thành công rồi. Vì vậy, hãy chịu trách nhiệm đối với cuộc đời của mình các bạn nhé. Đối với người Việt Nam mình ấy, hoặc là đơn giản đối với những người mà họ đang sống trong cái bệnh tật ấy, họ rất hay than vãn và oán trách tại sao tôi sống tốt như thế, tại sao tôi đối xử tốt với mọi người như thế mà tôi phải gánh chịu những cái bệnh hiểm nghèo đến với mình. Các bạn hãy tự suy xét với chính bản thân mình xem nhé. Mình đã đối xử thực sự tốt với bản thân mình chưa? Thực ra bệnh tật nó đến với mình đó là những cái thói quen. Những cái thói quen này là thói quen không tốt về cách ăn uống sinh hoạt. Đấy, sinh ra lâu ngày nó sẽ tích tụ thành bệnh tật thôi, từ từ hành động, từ tâm thức, từ suy nghĩ. Các bạn không đối xử tốt với bản thân mình thì bây giờ các bạn gánh chịu những cái bệnh này, có nghĩa là cơ thể của các bạn đang cầu cứu các bạn, và các bạn hãy quay lại và hãy đối xử tốt với bản thân mình từ trong cảm xúc, suy nghĩ và hành động. Hãy rà soát lại và làm lại tất cả những cái hành động tốt nhất cho bản thân mình thì các bạn sẽ cải thiện, cho dù đó là ung thư các bạn cũng sẽ khỏi được. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ nhé.